Rồi hello, xin chào mọi người yêu mến thân thương của mình. Mọi người bên nay lúa cũng lớn rồi mọi người. Chắc cũng sắp cuối mùa, hết mùa xôi cắm chung rồi mọi người. Bên nay bị xôi thêm bữa nữa đây, phải có gì không? Đây cái bị định gắn chung quyền hội của mình. Không gà nhà nó mình định nè. Hy vọng là xôi bữa nay kiếm mớ, chắc bữa nay đó là cái này lúa này từng khoảng khoảng từng lễ là hết xôi được mọi người. Tại vì nó bịt bờ, nó phủ bờ chứ không thể nào xôi được nữa. Nước bữa nay là trời mưa nhỏ nhỏ cũng trong quá mọi người. Cũng trong quá. Mọi người theo chân của mình đi xôi cắm chung nha. Chắc cũng gần hết mùa cắm chung mọi người. Không còn nhiều quá đâu. Mở mình xôi cặp mấy bờ thì mọi người gặp con cá. Cắm chung đang lũ vô bờ luôn rồi. Nó thấy một bà kinh ác cứng nhắc nó lủi nổi cái nặng mạnh hú là trời cha đang nằm bờ lủi xuống vậy à. Nó thấy cái đèn mình cái nó kiếm đường nó lủi liền nha người bờ này nó bò bờ kia tắt liền do luôn vẫn đủ lủi bình thường nha mọi người mạnh lắm rồi cái mỏ nó nhọn quắt nha mọi người nó mọi người thấy không nó bỏ nó đùng đất nó cứ chung kích nó lủi bình thường xuống lủi không mất tiêu luôn. Nó lũ xuống mắt nữa con là không bao giờ nắm nó lên nữa rồi. Rồi mình nắm nó vào rồi. Sợ nó nắm nó, trời trời nó cứt. Rồi bỏ ra luôn rồi. Con đầu tiên nha. Đó. Một em. Hy vọng người bữa nay kiếm mấy em nha mọi người. Mà nói trước bước hôm qua mọi người. Được nhiều được chứ. Mình cũng không biết được nhiều nữa nha. Đã giờ mình lội 2-3 công đất rồi. Một con vô cái bịch đựng quyền thổ của mình đúng không? Vô hai con cũng được rồi, hai con mọi người tóc ngồi đâu thấy nó thấy ra hai chân cái này không rồi ra nó vừa thấy đèn mình tóc giọt liền. Cái này khôn quá, nhát dữ luôn. Trời ơi, bắt gặp một anh nữa. Anh đang chu ra. Mới trong hang chu ra cái gì. Ồ, không phải anh chu vô mà anh mà. Anh chu vô hang rồi. Đang chu vô hang nè. Ồ, chu không mất tiêu rồi. Ngộ, đủ cho bà luôn. Nhiều quá rồi. Nó hả không? Vô con. Rồi thêm một con nữa là ba con nha. Nè đi lắm bà có con chung mà gần cuối mùa ráng sôi đêm nay là lúa bự quá rồi, đêm nay lúa lớn rồi sôi hết được không rồi, lúa này cao dữ nè, gần tới bờ gần phủ bờ rồi. Mình gặp một em cắm chung đây, nó bò vô trong bịch đây, rồi nó bò nó cứ cắm chung thấy nè, nó thấy cái đèn mà nó cắm được nó lủng, nó kêu, đây, nó lủng, nó hả họng hay nó gặp mình, quéo vậy nó. Nhưng ăn không à. Mẹ quơ trên không. Bỏ vô. Nè, bỏ vô. Bỏ vô nè. Không gì. Bỏ vô. Bỏ ra không à.
Hả hỏng quê quê ớm quá. Rồi con này chua ăn. Chua ăn đi. Vô. Vô. Trời không nổi. Nó không giữ. Bắt nó hả hỏng nó quê quê kiếm tay mình không. Có 5 con vậy rồi. Rồi nước còn ăn trong. Rồi nó còn dắt luôn. Rồi thấy lăng quăng nhóc ở trên. Nó. Nước trong xè đã. Nước này là con tắt thì dành thấy chơi mình luôn. Nước này là đi lụm thoải mái luôn. Bây giờ bữa nay không thấy lương cơ. Đây. Quả cá một em nhóc rồi. Nó rồi. Nó chưa hay mình. Tối rồi nóc đầu lên cái miên nữa. Xác chạy với lại đá gái rồi mình thấy chưa. Bây giờ mình thả nó vô. Vô bà. Mình thả nó vô bà thôi nè. Bà cũng quay cho nó cài, cho nó đẹp. Đây. Bò tỉnh ba ha. Con này con năm thứ sáu rồi. Thứ sáu quá. Nó ngủ quay luôn rồi. Chắc là ăn nhiều lương lắm. Nó bò vô trong hang này, bỏ nó vô đi. Ghê quá, ghê quá. Đi vô con. Lùi ra. Rồi, vô xem con ở. Bữa nay trúng trúng à. Bữa nay cuối mùa làm cũng được nha. Nước con này là mọi người thấy đã rồi. Nó trồng xe luôn. Trồng sướng rồi. Bữa nay có gì? Rồi mình gặp dặn dặn một con nữa. Đó, thấy dặn chưa? Đang bò lên cùng nó nó bắt đầu lên rồi mà tỉnh rồi cái đèn lên mắt nó không thấy được, nó không phát hiện mình nở xà cặp nó bọn bà cùng cái hang gì cũng nổi. Như có cái hang nào không? Không có. Nhưng mà nó chung vô cái là gỡ không ra rồi người nghe tìm hang chung vô nó chung nẻ luôn. Ủa cho nó chung nẻ vô rồi chung đây hồn dịch chung ra. Mình mới gặp cái gà nó phát hiện mình nằm. Con này nó cũng chậm lắm mọi người, nó chậm lắm. Phải nó nhanh như mấy gắn kia, nó chạy ra cái nước trời không lỡ đâu. Nó bò từ từ. Mình quen cho mình xem. Nó đậm rồi đó, mình đậm nó là nó kính đường nó chui nha. Kính đường là nó lùi. Nó chúi. Nó hiện đậm rồi đó mọi người. Vô đây, vô đây, mình lắm ra mọi người. Bỏ vô. Vô con. Nó nặng nhẹ nhẹ nó ok. Nó con rắn này rồi, nó có được cái là nó không nhanh nhẹn nha mọi người. Bò là quà nó nhanh lên đó. Nó gặp mình nó động mình nó chạy cũng chậm ghê rồi, không có chạy nhanh được. Nhưng mà nó cũng không có độc. Mình bắt á, mình bắt cũng mùa nào mình cũng bắt hết, tới mùa là mình đi bắt à. Nhưng mà có nhầm con nó cũng hiền. Nhầm con mình bắt mình bỏ vô nó hả họng quơ, dội cũng dội nha. Nhưng mà mình nắm mà đừng có bóp quá, bóp mạnh quá là nó cắn liền. Nước cái này trong đã quá không vậy. Chiều mưa cái bà ướt mệt. Nước cái này là ok luôn. Cái này tôi sôi sôi. Nãy giờ mình đi 4-5 mẫu kia không có con nào chứ. Mẫu này được. Mẫu này tôi giờ bắt được 2 con. 2 con nước trong xè được đã hết. Rồi, mình thấy dạng một con. Đây, đang bò không hay ho gì hết. Đó. Rồi thấy đèn luôn rồi, thấy đèn nó cũng đủ lũ. Tôi nào em ngu rồi. Đã chưa? Mình thấy vậy chứ nó chậm ghê vậy không? Mới biết sao mà con mê con lương dữ lắm. Lên là con rắn này nó lớn lên á, nó lớn đẻ nhỏ mà nó lớn lên nó nhận luôn. Nó ăn cái bắt nó bắt lương nó ăn không. Rồi nó lủi vô bàn luôn. Nó để nó lủi kìa. Nó lủi hồi vô cứng nhắc rồi không bao giờ bắt nó ra được.
đã gã lũ vô bào nắm dịch ra cái nó nằm giống như là không có chuyện gì xảy ra đó nữa à. Mà bỏ vô con ngựa nó động rồi đó, nó động kiếm đường nó vô xong nắm hai nhẹ nhẹ thả lỏng này, thả lỏng này bỏ vô đó bình thường vô đây cái này vô mánh này vô mánh mà lội muốn gãy cái giò luôn lội nãy giờ nó muốn gãy cái giò luôn lội xa dữ lắm à. Rồi đây bữa nay con nhái nhắc mà nó kêu nhau sẽ đập cái này đâu nãy giờ mà lội con hơi xa rồi nhưng không thấy cái gì hết. Ui quả tang một con này bự ha, nó bự quá mà chưa phát hiện mà luôn. Ủa, mình thấy đèn hay vậy không? Thấy cái đậu đúc đúc không xuống nó kiếm tiền nó lủi. Mày lại. Mày làm cái gì? Nó kiếm tiền bảo không? Hay là nó bắt. Bắt mùi lương không biết. Không dám lộ cái trái đèn gươm vô. Ồ, lủi rồi. Thôi rồi, thấy nó nông chưa? Nào. Nông, các bạn cứ nhắc là nông, cong cong cong. Con nổi, mình bắt luôn rồi, hồi phục luôn. Nè, lũ cho bà không rồi, nó. Trời ơi, các bà cứ nhắc rồi mình lũ vô. Nắm á. Vô con. Vô. Đó. Nó cái đuôi nữa mà, cái đuôi nó quéo quéo như mình không có kim. Không kim chích đâu, cái đuôi nó. Nhưng mà đừng sợ, nó thấy cái đuôi nó, mình đừng sợ. Vô mắm rồi rồi. Nhiều quá nha. Chút nữa mình xôi dài về con rồi. Rồi hết mùa không rồi bây giờ hôm gài mấy anh kêu mình quay xôi tiếp tục cho mấy anh xem rồi bữa nay mình xôi và bữa nay lại lên như là cũng gần hết mùa và cô chú anh chị và các bạn nằm sau bữa nay nó chừng là lúa nó mọc lên là không thấy đường xôi nữa thôi là chút xíu nào mình nè nó gắn tung hai lợi nước chảy dĩ cái này luôn rồi nó dĩ cái này bắt đầu có con đường lại hai lợi mấy chỗ này luôn bờ nào có cái đường nước kỹ dĩ gì chăng nó thấy không nó xì xì lên đó là cái hang lương á hang gắn gì đục bên đây bên kia luôn rồi khoảng 20 ngày rồi nó bị lớn rồi nó thấy chưa đây đó dạng dạng dưới đó mày lớn rồi bằng cắn cái rồi con nhận lớn nhanh thiệt để mình dịch cả bỏ ra cho mọi người xem thấy nào thấy nào đó nó còn ít còn mày lớn rồi nó bằng cắn cái rồi thôi đó tao bá lửa không nó lớn thiệt mà bây giờ mình đi trên bờ mình thấy lư trên bờ chứ thấy con bằng cắn cái lư chứ mình bắt cho mọi người xem nè thấy không rất là ít cái rồi cái con thấy chưa nè cái màu da đang thù lù thôi bự rồi đó bằng cái rồi đó bây giờ mình thấy lư trên bờ ở trong rồi thả nè lặn chạy à nó chở ít con một tuần qua năm túng ếch nữa thôi mình đi vô nữa rồi già vô rồi lộ cũng đuối vậy. Rồi mình gặp thêm một em đang bò cặp bò đây. Đang bò tung tăng tung tăng chứ hay ho thì mình tung chứ hay mình đổ đèn theo nãy giờ đi cho khoảng năm gần tục công mới đứng rồi tục công mới đứng mới gặp nó đó. Thấy cái đèn mạnh đủ xuống rồi cái đèn mạnh đủ xuống nó chạy con mình chọc lỏng chạy con đã cho mọi người thấy lần đầu tiên mà không dám bắt đâu đập nó nhanh sâu quá đập nha à, cầm nó nhẹ nó nha không quên nó quất vô con nó há hỏng rồi nó há hỏng chung vô nó há hỏng trời dễ thế vô
mình không giữ hả, mùa quê rồi nó gặm vô tay rồi nó chỉ mấy à. Bây giờ bữa nay bắt trúng cúng con chung mình không có đếm luôn, không có đếm được luôn đó, mình bật luôn. Bây giờ sao rồi, nó trong quá chưa thấy cá nào hết, không thấy cá nào đây nữa. Mọi người nghe cờ cuốc kêu nó kêu quá. Mình đang gặp con chung mà đang chuẩn bị ăn không ngồi, ô nó rủ vô bà nữa, nó thấy đèn nó rủ bà nữa không, lũ hả con. Đang đi trên đường về, về trên đường về gặp nó anh bắt luôn. Ui quanh nó nước đục không, ui rồi vô nghe, nghe cà cuốc nó kêu không, nó từ khấu khấu không kìa. À, ta ra vào ruộng nè, kêu nhiều qua, nhiều rắn dữ mọi người. Chút nó về mình tổng kết cho mọi người xem, đây, một đống rắn luôn. À, mình nếu mình chịu lội, kêu lội có khoảng cả trên 2 ký đó, là mình kiếm cả khoảng 2 ký được, 2 ký chưa 2 ký được. Nãy giờ lội 1 ký mấy rồi, còn 1 ký mấy rồi. Cái ký máy rồi, để chút nó về mình tăng cho mọi người xem. Thôi bây giờ mình lội vô dài về mọi người, nhưng mà gặp thì mình quay, mà không gặp là mình về luôn nha. Mình tính để chuẩn bị mình về rồi, xây qua mình gặp anh cóc cà bá lửa không. À, thấy nó bự chưa đó. Cóc ngồi thôi bà, nãy giờ con mới lớn mình thấy nhiều lắm. Con cóc là mình sợ lắm rồi, nó xù xì hôm đó giờ không bao giờ mình dám bắt. Bây giờ mình gặp mấy chục con nữa, nó còn cành vậy nè, mình không bắt nó đâu mọi người. Mọi người bắt nó ăn thịt luôn á, thịt nó ngon lắm sao biết, nó ăn chị bệnh còi xương vậy. Ngày đó giờ mình cũng không dám ăn luôn, mình cũng không dám bắt luôn. Mình thấy nó ngồi bụng hiu nè, chọt chọt luôn, nó không nhảy luôn. Mình phá nó làm chi, để cho nó ngồi đây. Xin tạm biệt mình nha, để ra. Mọi người ơi, nãy mình xôi, nãy ngoài ruộng, bây giờ mình lội vô về tới nhà. Bây giờ mình xách cái tay mình tăng thử coi đóng này bao nhiêu. Đây mọi người, nè bỏ lên cái cân, mình tăng thử nha. Ôi, ký luôn. Giống này ký lô mà nhiều con 100 gram á, mấy con mấy con nó chắc cũng cả chục con đó, đó. Con 100 gram mà nhỏ mọi người. Ồ, bỏ gà nó quên, nó bò nè, nó bò trung trung ben mấy cái hiện nằm luôn. Thôi bây giờ cái kết quả mình nãy giờ mình đi xôi buổi tối này được nhiêu mọi người, thấy không, đóng gắn luôn có ký lô rồi. Bây giờ mình xin tạm dừng tại đây mọi người. Thấy thích cho mình xin một like, một đăng ký, một bình luận, comment góp ý nha, để mình làm video sau theo ý kiến của mọi người nha. Rồi cũng lúc này cũng gần cuối mùa mọi người, lúa mốc cao không thể nào xôi gắn được. Rồi xin bye bye, tạm biệt mọi người nha, bye bye.